Chào cả nhà, hôm nay là em test một cây bông giáo siêu bông này nha. Thì mạch bông này là em lấy từ cây mẹ hàng siêu nổ siêu bông, thành ra là mạch bông rất là đẹp nha. Em quay cho cả nhà xem. Anh em nào mà muốn sưu tầm giống này thì cứ liên hệ cho em ạ. Em có chia sẻ bao ghép luôn nha. Lô này thì ngoài cây này thì em còn cả 100 cây luôn nha. Giáng long 5 năm á. Anh em nào có nhu cầu chơi Tết hoặc là sưu tầm giống lấy về nguyên cây. Đã tuyển chọn hàng bông vip bông đẹp lấy từ cây mẹ rồi, cây mẹ bên em cũng mua luôn rồi á, bởi vì cây mẹ đẹp á thành ra lấy nguyên lô cây con này luôn. Đây hai cây đây em lật lé để em bắt đầu em gửi cho khách chào Tết luôn ạ. Này búp siêu dày luôn, cái này một cái búp như thế này nó xí ra cũng phải 7-8 cái nụ xanh luôn nha, nó nở là nở chùm luôn á. Mẹ bông em sẽ ghép vào sau video. Dòng này thì dòng dòng giáo bông kiểu như bông đồng tiền tím 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 này, rất là rực luôn nha, nhị đó. Lô này thì đều cây đều nhau hết, mấy trăm cây tổng hết là 500 cây mà em lựa ra tầm chưa tới 100 cây nữa. Đây, cái bông này nó nở không phải 4 ngày rồi mà bây giờ nó tím tím lại này, bắt đầu nó tan rồi. Không phải 3-4 ngày mới bắt đầu nó tan. Đây, nhân nụ. Nhân nụ cây nào cũng như cây nào hết nha, rất là dày luôn. Đây anh em nào có tin tưởng thì cứ chỉ cần thưởng thức thôi, còn lại là để em rửa cây cho nha. Lại. Nguyên vàng này thì nó nguyên lô này thì nó một kích thước hết. Nó vào chậu lọt lòng tầm 45, cây cao tầm 1 m, 1 m 1. Không tàn là lùng lực hết nha. Hành cây thì tầm 17 đến 19 đều nhau. Cúc giáo lộn xộn nha anh em, nhưng mà cam kết là bông đẹp hết nha. Anh em nào tin tưởng thì cho em lựa. Đây lấy từ cây mẹ bông chuẩn đẹp, hàng siêu nụ siêu út là cam kết là bông chuẩn hết nha. Qua cái nụ nó này, nụ giáo mà nó tròn ấm luôn rồi. Nó tròn này như nụ cúc luôn chứ cũng phải giáo luôn. Bông này là ba lớp á, hai ba lớp á. Đây em thì em phân loại em ra giáo cho hai ba lớp, em phân loại ra giáo cho nhiều vườn lại bảo là cúc cũng có. Dàn độ mê ha. Đây, dần léo cái này nó xấy đều ra, từ gốc lên ngọn luôn, xấy đều hết luôn. Cái này, hàng này là làm rất là đặc tặng, lại là đều nhau á. Em nói lửa thì em thấy cây nào cũng như cây nào rồi. Bởi vì đã lửa ra một lít trong hàng ngàn, trăm hàng ngàn cây rồi. Thôi sẽ tiện, em giao lưu với cái giáo lâm này luôn. Thì có mấy cái giáo lâm á. Cái này mà nó là full cây luôn. Bông chiều đây, ba lớp, ba ngón tay. Bông này thì nó nở cũng phải 4 ngày rồi, 4 ngày mà nó còn đẹp như thế này. Nó tím lại như cái đồng tiền rồi này. Đẹp không? Đây, cái cây này thì em tết thôi này. Cái chùm bông này cũng phải 2-3 ngày rồi mà nó không có nở nữa. Nó rổ hết rồi, tạo thành chùm thành khối như thế này. Mấy cây lùm giáng long rồi này, bên em có đủ hết, anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em. Cây lùm lạc tách bông nên em nào kì, lạc để anh em nào ở miền Bắc kịp tết thì em gửi luôn. Miền Nam thì cũng có đủ, nói chung là bạn em Bắc Nam là có đủ hết nha, anh em nào cứ thích thì cứ liên hệ thôi. Bao la luôn.